Xin cảm ơn ca sĩ Tấn Phương rất là nhiều. Còn ngay bây giờ như Tấn Phương đã hứa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trao những cái phần quà Tết Trung Thu dành cho các em ngày hôm nay. Các em ơi, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Trước khi đến với phần trao quà ngày hôm nay, và anh xin trân trọng thông báo là sau khi đọc tên các em bước lên sân khấu á, thì chúng ta sẽ cùng nhau xếp một hàng dài rất là trật tự và nghiêm túc trên này để các cô chú cũng như là các nghệ sĩ sẽ trao cho mình những phần quà nha. Hình ảnh các bạn đang xem đó là buổi phát quà từ thiện của các ca sĩ rồi Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong đó cái người có ấn tượng nhất trong cái buổi lễ phát quà đó là Hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy đã cùng kết hợp với các Mạnh Thường Quân đến và cũng có cùng các ca sĩ để tặng quà cho các em đó các bạn. Bạn xem là có rất là nhiều em học sinh để đến nhận quà buổi hôm nay các bạn. Các bạn học sinh đang ngồi đó là gồm các trường tiểu học trong xã Hữu Thành và các em học sinh cấp 2 trường Trung học xã Hữu Thành, huyện Trung học tỉnh Gia Lai các bạn. Hôm nay thì các bạn đang xem đó là vị hòa thượng đang đọc thư ngay buổi lễ phát quà cho các em để chào mừng ngày Tết Trung Thu của các em sắp đến các bạn. Ở đây thì hội từ thiện cũng đi ra nhiều nơi để phát quà cho các em nên tổ chức rất là sớm để còn đi đến được nhiều nơi ở các tỉnh khác các bạn. Bạn thấy là ở đây học sinh rất là đông và ở đây là một buổi trưa, thời gian diễn ra buổi phát quà từ 10 giờ đến 13 giờ các bạn. Ở đây thì tuy là có cái màn che nhưng mà rất là nóng. Đây là xã Hữu Thành thì cũng đây là một cũng vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long các bạn. Và hôm nay thì có nhiều ca sĩ từ thành phố, đặc biệt là như là Lưu Chí Dĩ, ca sĩ Hồng Quyên, cao sĩ Hùng, vân vân các bạn. Đến cùng các á hậu rồi hoa hậu, đặc biệt là Lê Thanh Thí cùng các bạn thân quen khác để đến phát quà cho các em. Bạn thấy là hôm nay các bạn nhỏ rất là vui được nhận quà từ các mạnh thân quen các bạn. Bạn xem đó là hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy lên phát biểu đó các bạn. Mình ngồi ở hơi xa nên cũng không đến gần được tại quá khá đông. Một lát mình sẽ đến gần để quay các bạn xem gõ mặt của hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy. Ngay bây giờ thì muốn lắng nghe một lần nữa những chào một tay thật to để chúng ta cùng chào đón ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi sao ca nhạc ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Hôm nay thì trời cũng nắng. Không có mưa. Đó là ca sĩ Lưu Chí Vĩ các bạn. Khá đẹp trai, cao ráo, mặc áo áo vest thỉ rất là dễ thương ha. Đến đây trong mùa Trung Thu, đứng trước thềm Trung Thu thì vị cũng thay mặt cho tất cả quý đại biểu anh em nghệ sĩ xin chúc các em học sinh một mùa Trung Thu bình an, tươi vui bên gia đình và bạn bè của mình. Chúng ta có thể dành cho nhau những tràng pháo tay thật kêu được không ạ? Cảm ơn các em rất nhiều. Hồi nãy giờ thấy chị Hồng Nguyên hát có hay không? Quá hay đúng không? Còn nhiều lắm. Phía sau còn nhiều ca sĩ hát hay nữa. Bây giờ đến lượt Lưu Chí Vĩ hát rồi nha các em nha.
Lưu Chí Vĩ khi mà về quê, đặt chân đến quê thì Vĩ nghĩ là mình về quê hương của mình rồi, chứ không xa nữa. Tại vì Vĩ cũng ở sát bên đây thôi, là ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, Vũng Liêm thì cũng là chung với nhau đúng không ạ? Mà về đây rồi mà nếu mà mình không hát dân ca quê nhà mình, đó là một điều thiếu sót. Thành ra bài hát đầu tiên chắc có lẽ là Vĩ sẽ gửi đến quý đại biểu, tất cả quý vị, đặc biệt là các em học sinh, một liên khúc gồm hai bài hát rất là dễ thương của nhạc sĩ Thanh Sơn và ca nhạc sĩ Đình Văn. Liên khúc và trữ tình gồm hai bài có tựa đề Thùm Bấn Quê Nhà và Mấy Nhịp Cầu Tre. Một tràng pháo tay cho liên khúc này được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, những tràng pháo tay rất là dễ thương ạ. Hình ảnh các bạn đang xem đó là Hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy. Đó là Hoa hậu đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu danh nhân người Việt châu Á đã tổ chức tại Aichi, Nhật Bản vào năm 2016 các bạn. Và mình xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn biết thêm, Hoa hậu Lê Thanh Thúy là cũng là một người con của tỉnh Vĩnh Long luôn bạn. Bạn xem là Hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy có nét rất là mộc mạc và rất là đẹp, với tài năng, trí tuệ và lòng nhân ái, và luôn hướng tới các hoạt động từ thiện cộng đồng của các bạn. Đây là cái buổi phỏng vấn của đài truyền hình với Hoa hậu Lê Thanh Thúy các bạn. Và năm 2016 là Hoa hậu Lê Thanh Thúy ngoài đạt được cái danh hiệu Hoa hậu mà còn đăng quang thêm một cái giải phụ, đó là Hoa hậu có thể hình nhân nhất luôn bạn, trong bóng đá được thêm một cái giải. Và Hoa hậu Lê Thanh Thúy cũng là một người con Vĩnh Long, nên chị cũng bày tỏ là mong muốn góp phần tôn vinh và điều kiện giới thiệu văn hóa Việt đến với các bạn bè thế giới các bạn. Và tròn 2 năm khi đăng quang, Hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thúy luôn nhiệt huyết với các công tác từ thiện khắp cả nước luôn các bạn. Trái với lẽ vẻ lộng lẫy cá tính ở các sự kiện hay trên truyền hình, thì Hoa hậu Lê Thanh Thúy rất là giản dị và thân thiện và dễ mến, không chỉ là hàng hiệu danh tiếng. Hình ảnh một hoa hậu có tâm đã làm đẹp cho lòng người hâm mộ. Hiện nay thì Hoa hậu Lê Thanh Thúy cũng là cô đang là đại sứ danh dự cho chương trình là Hành Trình Kết Nối Yêu Thương trên 63 tỉnh thành khắp cả nước luôn các bạn. Thấy là cô hậu Lê Thanh Thúy rất là giản dị không ạ? Và ngày hôm nay là nhờ cái chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương
đã về đến Vĩnh Long. Chương trình đã dành tặng cho các em gặp khó khăn ở trong huyện Trà Ôn với 500 phần quà và học bổng cho trẻ em nghèo vừa khó học giỏi các bạn. Và các bạn thấy là có nhiều các em học sinh và phụ huynh rất là hâm mộ cái nét triều mến của hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thiết các bạn, nên đang xin chữ ký và để làm lưu niệm các bạn. Sự xuất hiện đặc biệt của hoa hậu Lê Thanh Thí cũng thu hút sự chú ý và chào đón rất nồng nhiệt từ các bạn học sinh. Bạn thấy là các bạn học sinh rất là đang đi quanh đó các bạn. Bên cạnh đó thì hoa hậu Lê Thanh Thí là với vai trò là đại sứ của chương trình là kết nối yêu thương. Cũng có mặt tại đây trong cái hình ảnh rất là giản dị và gần gũi. Được biết đây là cái là hoạt động của xã hội mà hoa hậu danh nhân Lê Thanh Thí thấy vô cùng là ý nghĩa, cũng là muốn tiếp tục tham gia trong thời gian tới trong các hoạt động xã hội của mình sau một năm đăng quang hoa hậu danh nhân người Việt châu Á 2016 các bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Tấn Phương rất là nhiều. Và ngay bây giờ như Tấn Phương đã hứa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trao những cái phần quà Tết Trung Thu dành cho các em ngày hôm nay. Các em ơi, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Trước khi đến với phần trao quà ngày hôm nay, và anh xin trân trọng thông báo là sau khi đọc tên các em bước lên sân khấu á, thì chúng ta sẽ cùng nhau xếp một hàng dài rất là trật tự và nghiêm túc trên này để các cô chú cũng như là các nghệ sĩ sẽ trao cho mình những phần quà nha. Đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời tiến về sân khấu Phụ Thành A. Xin được mời em Nguyễn Thị Tuyết Nhi lớp 11, Cao Thị Anh Thúy lớp 11, Phạm Xuân Trang lớp 11, Lê Hậu Thiên lớp 11, Lê Hoàng Yến Viên lớp 11, Phạm Thị Bích Trâm lớp 12, Nguyễn Nhất Cường lớp 13, Nguyễn Hoàng Phú lớp 13, Lê Thị Thảo Vi lớp 13, Nguyễn Văn Huy Hoàng lớp 14, Phan Huỳnh Thị Thị Linh lớp 14, Nguyễn Duy Luân lớp 14 và em Lê Thị Bảo Ngân lớp 14. Xin trân trọng kính mời em ạ. Và hy vọng các em có tên trong danh sách thì chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân tiến về sân khấu nhé. Xin mời bộ phận hỗ trợ các anh bảo vệ sẽ mang những phần quà ra để ở phía dưới của các em nhé. Còn những phần quà thì các anh chị nghệ sĩ sẽ tiến về sân khấu để trao cho các em. Xin được trân trọng một lần nữa kính mời lên sân khấu bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Thành, bà Nguyễn Thị Trần Lê. Xin thưa lỗi, xin mời Hoa hậu Lê Thanh. Chắc có lẽ là mỗi một em sẽ vinh một phần quà rất là to và rất là nặng nha. Nên là các em sẽ giữ lại cái phiếu của mình đi, để sau đó thì ban lãnh đạo nhà trường sẽ trao trực tiếp cũng như là gửi đến các em ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời các lãnh đạo cùng với các nghệ sĩ sau khi trao quà xong thì chúng ta sẽ đứng ở phía sau các em để có một cái bức hình lưu niệm trong buổi. Dạ vâng, xin cảm ơn các lãnh đạo cũng như là các nghệ sĩ rất là nhiều. Sau phần trao quà này thì em xin phép được đặt những phần quà trên sân khấu luôn để em mời các em. Thì các em sẽ tiến về phía bên kia để chúng ta nhận quà và chúng ta ra về nha. Bởi vì các em cầm quà không có nổi đâu. Dạ. Dạ. Các con có thể nhận quà và chúng ta ở lại theo dõi văn nghệ, đừng có về nha. Rồi, mời các con chúng ta trật tự tiến về phía bên ngoài để các anh chị hỗ trợ tặng quà cho các bé cũng như là các bậc phụ huynh sẽ nhận quà. Xin mời các con. Tiếp theo thì cho phép anh Tấn. Xin mời Hoa hậu Lê Thanh Thúy ạ. Chúng ta sẽ tiến về sân khấu để chụp hình lưu niệm nhé.